Sau đây mình sẽ dưới hướng dẫn các bạn cách xóa một chương trình mà khi chúng ta đã các file nó đã đầy hoặc là mình không dùng tới cái chương trình đó nữa, thì mình sẽ hướng dẫn cách xóa. Rồi, mình sẽ vào Ctrl và lăn vào cuối cùng, chọn chữ delete cuối cùng đó, click chuột vào đó, nó sẽ hiện lên bảng các chương trình của mình đó, bên phải là các chương trình. Mình sẽ bấm nút chuyển trang, chuyển qua đây đó, mình muốn xóa chương trình nào thì mình chọn vào tùy ý đó. Mình muốn xóa chương trình đường thẳng này, kích chuột vào, nó sẽ có một dấu chấm sao đó. Mình muốn xóa thêm các cái chương trình cuối này, dưới này đó, kích vào. Sau khi kích vào chọn xong rồi, mình sẽ bấm vào nút next đó, nhìn vào nút next, bấm F3 đó, F3 rồi đó, nó sẽ bảo là bạn có muốn xóa hai cái file này không đó, chương trình đường thẳng và chương trình Pro 0016 đó. Thì mình muốn xóa thì mình chọn Z đó, rồi hai file đã xóa. Ok rồi, xong. Đó là cách xóa chương trình. Mình vào xem là nó đã mất chương trình đường thẳng và Pro 0016 đó, chỉ còn đường tròn thôi, hàng 10, 11, 13, 14, 17 đó, mất 16. Ok, xong. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ok.